Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Quang cũng ghé thăm nhà của chị Mơ xem cuộc sống như thế nào, đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn biết nha. Thì đường vào nhà của chị Mơ thấy không quý cô chú anh chị, nước ngập hết trơn luôn rồi kìa. Mùa này mùa nước ngập mà, nên là không có ngoại lệ nha, ở đâu cũng nước ngập hết trơn á. Thôi là cái này nước nó cũng đã rút hơi hơi rồi đó, nếu mà không rút á ha là còn ngập lúc cái cầu này luôn nè. Ồ, xíu té rồi. Ok à. Nước ngập nè, gần tới đầu gối luôn. Này đâu dám chạy xe vô đâu, chạy xe không thấy. Không biết chỗ nào ổ gà té hay bà luôn. Cái này nước nó rồng hay không? Nước rồng chắc nó còn dữ nữa. Nãy nó ngập tới mà muốn tới thềm này dưới luôn ha. Là phân nãy giờ chắc giật phân tắt nước rồi đó. Tắt nước. Vù ơi, tới ăn nước còn dữ nữa kìa. Cái cầu này xém trôi luôn rồi. Điện thoại ra coi. Ui, nước nó ngập mà cây cối trôi tùm lum chứ. Ngập linh láng nhà của ông Vẹn hết trơn. Ui. Thấy. Lấy cây cắm ra đường đi luôn nè, để thôi quên đường đi sụp chứ. Nãy nước ngập tới nhà không? Tới xăng luôn hả? Hên là nước nó rút phải không? Rút là mệt rồi. Nhổ xả trồng hay vậy? Mưa này, nước này trồng đâu chết trơn. Ủa, ta chuẩn bị làm đường nữa hả? Mình bứng mai được hả? Ôi im ha. Ngon lành này. Cái này cái mai gì vậy? Mai sao mình chặt vậy? Không phải à, không phải mai ha. Rồi cô chừng chật nha cô té á. Này mình thấy rau ngổ hả? Rau ngổ gì nay làm gì cô? Sao ha? Ôi trời chừng gì hả? Ui ơi, nhà của Mơ là bốn bề là cái biển rồi chị Mơ ơi. Nhà của Mơ bốn bề là cái biển. Ui, đây có hai chậu bông nè. Bốn bề là cái biển. Ui ôi, nước nhẹp trong nhà chưa rồi kìa. Ôi. Sao nước ngập không chị Mơ? Ngập em ơi. Ngập vô nhà luôn không? Qua này coi tao quýnh lộn quá trời luôn. Bỏ dép ra ngoài đi không qua. Dép tạt hả? Dép bọn xe bon hả? Ở lâu đó. Chị Mơ tới chị ơi. Dạ, hôm qua hủ tôi chết nữa. Ai dạy Mơ sang điểm không? À, cái chị với Chỉnh Long á, hai chồng lên.
Hay bà đi. Giống gì bị cướp chu. Hôm nay không cho tiếng quay, tiếng quay hôm qua không cho đồng bạc. Cho đưa 100.000 đủ luôn. Chứ ông bên con Sương giờ hỏi về bên con Sương con mơ quấn luôn à. Tôi thương ông tính lắm đó, tôi thương chị Tân nữa. Ông xin xin cho qua. Bữa nay đẹp gì à? Cười cười có thương tôi không? Hả? Trời anh nói bữa nay cho 2 triệu không? Có không? Trời ơi. 2 triệu còn nào má? Cái nữa qua điện đó. Hôm qua bắt tay ra con Sương. Hôm qua điện cho 2 triệu còn nào? Hôm qua tao quấn lộn nó tưởng chết rồi đó chị Tân. Cái gì thôi thôi đi lên Hoàng Hương làm gan không? Hả? Đi lên Hoàng Hương làm gan không? Ôi trời ơi làm gan gì? Nghe gan coi coi đẹp không? Đưa gan coi, đưa gan đẹp không? Hư chân à? Hư chân rồi. Dạ rồi. Lên Hoàng Hương làm đi. Có thương bà. Bà con qua tao bứng gốc coi chứ. Cho đánh son này kỹ rồi ta tu đi. Nó sắc bóng đèn ra nó gục tao ta. Ai chỉ dễ vậy hả? Bà chưa thấy đâu. Chị thấy bóng đèn không? Đi gây đi cái chung. Thấy không? Thấy hả? Ai dạy vẽ môi em? Trong nhà nó không phải chơi đâu. Chị anh Tăng thấy không? Sắt bóng đèn gương người ta sao sáng vô nhà chị mơ quất cái mặt đẹp khi ghê. Ừ lau sạch sẽ nhà cửa chơi tối sạch. Nước vậy đó hả? Tối không có lau rồi xấu luôn nhà cửa nó là anh đâu phải là bước vô đâu tới nè. Cất đi cất đi cất đi hai quý nó đặt người ta trong bụng nó bà tới ngày bà coi chị Minh Tăng tới tội nghiệp vô đâu làm viên viên em chụp viên hình tấm coi với anh Tăng ha. Rồi nè, nè lên gì nè mặt của nó ngầu quá cha mẹ biết cái chu mơ mơ dạ rồi làm viên chụp á làm viên coi làm cười ha cái tay 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 ừ đúng rồi lên cho vui rồi lưu hàm gan tết tới rồi còn mấy tháng tết cho con rồi. Bố cũng cười cho vui bởi vậy tết mình chơi lớn luôn lớn đây chơi chú đây chơi chị Tâm chú đây chơi bà thương tôi đừng có chơi đi giao thừa luôn ha đi giao thừa làm kiểm cũng chơi ra đi con có bông á hôm qua lấy đá tốn kiểm lấy dao phan kiểm thôi bỏ qua đi thôi nói cho mẹ ta can ha bắt nó nhốt nè 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 đừng nói gì tao muốn chết bắt nhốt không chị nốt đó nói chuyện con ta chỉ nói chuyện mình nè bữa nay vui hôm qua đi đâu mà đi đâu mà ông nằm võng đó hồi nào hôm qua đó có không nằm võng không nói gì đó bữa nay mơ tao cho mẹ 2 triệu nằm ơi hồi nào không có nè hôm qua nè anh nói có qua thăm mơ dạ có người cho mơ tiền cảm ơn chứ không có nói 2 triệu bởi vì cha mẹ chết thương nó chị Tăng rồi nó chị Tăng qua đây cho 3 triệu 30 bữa không là tao láo chết rồi nè anh đừng cái chết chóc quà không nên rồi mẹ cho em 2 triệu thẳng thần rồi bà chưa thấy gì ha nó không biết vui bao nhiêu cũng nó 2 triệu hết vui gì hơi chở người ta quýnh chị Tân rồi mà lên nó quýnh má nó đưa 500 rồi đầu đầu bà đi khám bệnh rồi quẹo cổ hành nóng lạnh tới ngồi vậy là tới bà Tân mới làm cho sống để ở tù quẹo cổ luôn mà quýnh ai quẹo em quýnh mẹ em chở người ta ùa xuống quýnh nó rồi nó khùng nó kêu bà không can tôi nó quẹo tôi đá bà mẹ quýnh bà lâu đầu thôi chú quẹo cổ nói chuyện nghe đó nói chị Tăng đấy con quýnh mẹ con luôn trời ơi nó đi khám bệnh như chị Tăng rồi nước ve rồi trời nó cho mà chơi mấy bạn có biết đâu tôi ủng hộ tôi đi để tôi bắt ở tù ta vô gần gần là 700 người nó tôi chạy xe tôi trốn mai mốt niệm Phật đi thầy trốn mà ông sao niệm Phật chịu qua quậy phải không quýnh đem sắt cây cào cào chịu qua quậy quá trời đem cây sắt mà cây sắt bự đó cây sắt mà cây sắt bứng cây đó chơi và bên bển ta mua mai đó mà nó ngọt kia chị Tăng bởi nó nhìn chị hoài đó. Nó sợ chị nói nhân niệm Phật mà thương chị lắm chị ủng hộ nó tâm định lại không có mới chữ sư nó mua đồ mua đạp về nằm ngủ nó mới nên bà ơi nó đâu có chơi với ai nó ghim về là bắt nhạc bắt đâu có được gì đâu quýnh hôm qua rất cái máy này là cái thằng ngõ nhọn nó lấy máy nói máy này của ai nói máy của tôi đó ngõ nhọn lần nào nữa nào đâu có hai chồng cặp nào á mà áo đen á cái chuyện nói máy của tôi nè ông Minh Tăng không mua nè cái nói mày có không trời ơi hình ta lên đâu có gan mà không có tức lạ nó chụp máy em luôn rất ta lụm ta nói máy của người ta tôi nói gì em gì cái gì nè ôi bà chưa thấy con gà gì nói em ăn trộm gì lên đơ lên quan gì tùm lum hết chứ con ăn qua rồi thời buổi gì đâu còn lên chợ ăn trộm lên quan nữa không ăn cắp gà gì đó thôi bây giờ lên quay lên mạng không có nói gì không có nói gì đó nói nghe lời bả đe của nó hôm nay chị thương chưa? Cho tiền em mới hai tôi nghiệp em nha hết tiền rồi mẹ nam mô mâu ni phật nghe bả đi bả thương nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nghe lời bả đi bả cho tiền nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kêu lẹ lại chơi rồi kêu đi đi kêu đi ai kêu chưa bả đi khắp bệnh rồi có tiền rồi kêu làm chứ có gì ha chứ về thì kêu chút chút bả kêu đi đó tôi đi rồi hôm qua lên bà chờ bà sẽ đập cái bắt đầu nó cùng cùng nó chữ tay đập cái dở hai tay lên trên trời ơi trời dở cái mắt ông Tăng dạy tao bậy với mẹ chết mẹ không thương cầu kêu ca hát rồi thương bà nó bận đồ để thanh xanh cho sống nữa chứ lòng không con khó lắm mẹ con thương bà đó mặt thép vua ta mà mặt này khó nè ông đừng có nhìn bà nó chó chó con sợ bà rồi mất xác nữa dở nắp lên coi đi ra trước chơi dở cũng lần rồi ông nội ơi dở hoài ta đâu ai cho dầu thơm, chai dầu thơm xịn đâu tặng chai dầu thơm xịn đâu chai nào đó chưa cho mà cho rồi cho hôm qua rồi đâu đẹp rồi đẹp đâu rồi
cho cái này nè. Ai lấy rồi? Phấn. Bà lấy rồi. Chai Đài Loan. Đâu có một chai nữa. Còn chai bà lấy về. Lấy còn lấy. Để điện chỉ nè. Điện chỉ. Điện mơ này. Quần áo để đây để cho mấy ông chụp chơi mơ. Ờ. Ừ mày cùng mơ. Đồ tu người ta có đồ treo lên gì nè. Trời ơi treo lên rồi vài bữa nó ùa xuống hết trơn. Treo ùa. Ờ nó dục hết trơn nó khùng mà trời. Nửa đêm ra làng ra sớm sớm ghiền ra chị nữa. Sao bỏ cái mền trên này? Ngủ không được nóng lạnh sốt sáng đêm mà chị ta. Điện Phật. Không có tiền mua thuốc uống luôn. Chị mơ. Dạ. Sao bỏ cái mền trên này? Ừ bỏ đồ tùm lum hết cơ. Kéo xuống đi để thôi gớt đó. Không đâu kéo xuống cái mùng không lên. Mùng lên ha. Ừ, đâu mẹ đâu. Ừ. Nó đi khám bệnh rồi. Nó mong về nó cạo nhìn thấy gớm mà. Ừ. Dơ giấy. Tiền mua đủ làm giò cần mà coi được không. Lên cơ là đánh mẹ. Ừ. Sáng ăn gì chưa chị mơ? Bà à biết bà nấu gì không? Bà chửi bà bình vậy. Rồi tàu xuống ta đâm. Khám bệnh từ nào về? Dạ. Đi khám bệnh tới 8-9 giờ về. Đi khám mà khám không có tiền bạc cũng nói vô trong y tế cho đường tăng tăng nó khám mẹ đi. Qua kia ông máng ba độ lên bữa nay cũng xuống nữa hả? Thôi đi ông đừng nói chuyện tôi quay. Ừ. Tôi vẫn mạp ông với Mã Lai mà muốn tôi nói thẳng với mình tăng đó. Ừ. Ông vô làm mới bói gấu gia đình với Nico không à? Ừ. Rồi chị tăng bà chửi tôi nữa để bà vô bà nó mà thương ủng hộ hai chồng bà tăng tốt. Mỗi lần vô hai chồng tôi nghiệp ông ta giàu có hai đứa con chưa nuôi bằng học của bà. Cho 3 triệu rưỡi, bà tôi 3 triệu. Tôi mua máy giặt mua đồ con mơ giống qua đâu biết xài đâu chú. Con khùng nói chuyện đàng hoàng đó, gia đình không ai thận không. Hai chồng tôi đi đâu đi cỡ người ta nó nghe lên chả giúp cho vậy không giúp cho nó. Chủ vậy đập giúp mẹ đó ha. Ừ. Nó ngọt anh tăng nó Phật ha. Nay ông đang nghĩ bà cho con hai vậy có tốt xài cho gì qua 500 đi lỗ không? Nhanh luôn. 1 triệu thôi. Ừ, bà cho gì qua 500 ha. Cho lại anh luôn. 1 triệu. Ừ, em 2 triệu ha. Bán 1 triệu, mơ 1 triệu. Rồi rồi, nó mô Phật ai gì không mày không nghĩ à? Dạ dạ, rồi ok. Trời ơi, nó mô Phật. Ô, nghĩ đi. Anh tăng tôi anh lắm anh tăng giúp đỡ cho anh tăng buồn gấp không có tiền. Dốc. Em sống bệnh máu lâu chết á. Nó gì tiền á chú mà nó không kể gì chứ. Đập đầu nó bứt. Cần hơn 1 triệu bán 1 triệu dạ. Thôi nghe. Anh nói em nghe dạ dạ. Thôi đi. Không có gì thôi. Lấy. Dạ dạ. Ổng nói giờ là cho bà tôi qua 1 triệu mơ 1 triệu. Dạ. Thấy không? Dạ lấy. Mấy hồi cho dạ, bà hết. Hoặc lấy. Dạ, bà đi đâu không biết. Không phải cho bà hết đi. Hả? Cho em không có đồng bạc nữa. Kì cho bà em muốn thuốc tự dẫn đó. Anh vô hấp ủng hộ nghèo nghèo luôn. Thằng ơi. Ừ. Tế với thằng đó. Ừ. Hôm qua đi đâu vui với anh ta? Đi Phật Pháp. Vậy hả? Ừ. Có bà Phật con âm không? Có luôn. Họ bà đẹp ha. Ừ. Cô tăng tăng mà. Ừ. Ai cũng là vô hỏi nói nha. À, cô mơ nói dạ à, cô mơ thấy ông Tánh Tăng rồi không nói à, dạ không biết ông đi đâu rồi ông đi trên gì Gò Công rồi má con nói ủa Gò Công rồi đâu cô mơ nói con không biết rồi giờ đi tìm Tánh Tăng là ông nào Tánh Tăng là ông nào ông Tánh Tăng là ông đó rồi cái má tôi nói đi Gò Công rồi tôi nói Đài Loan tôi không biết là cái nói cô mơ mua lương đi cô mơ nói sao lương là tôi bán rẻ cho cô thôi sao trời ơi đòi 400.000 bọc mà 7 bọc nữa tôi rồi cha tôi đâu có ăn lương đâu mà giữ trời. Con nào ba lớn khoảng nửa tay em là chạy một bọc luôn á. Nó bán dài á. Đánh thằng là 40.000, 400.000 bọc em nó má nhìn không ra luôn. Nó đâu có ăn đâu mà mua. Trời ơi. Có này em Hà Tiện keo kiệt luôn. Ông Nghiệp có hỏi em không? Ừ. Cũng nhớ ông cho gửi lời thăm hai cháu luôn. Bỏ ông luôn ha. Ông có lắm. Ông lấy xe bầu chảnh màu đỏ đó trời. Ông chảnh á. Ông còn coi vụ giải quyết nha. Máy đỏ chảnh đó. Tùm lum mà tao lấy máy này nó mập quá trời anh. Này không được hả? À? Ừ. Anh ta cho cái này nè. Đâu? Cái kiến mà quay đây 1.6 triệu nè. Ừ. Của cái chị gì bên Thái Lan cho nè. Đi ra. Đâu? Cái nào cho con Trà My nha. Ừ. Cái kiến ha. Ừ. Rồi, bên nha ấy người ta gửi tiền cho con qua đóng cái này nè. Trời ơi. Dạ. Ừ. Đây là kiến gì nè, đằng nào vô đây là má em nói kêu gà ông gà dùng đá ba tố vô lỗ đầu chết để đà. Cái cửa kiến của chị bên Thị Điển đó. Dạ dạ. Mẹ nuôi ông kiến. Ừ. À, ai có ăn ở ừ. Đây mà chưa gà ba kêu gà ông gà dùng đá đó ba tố đập đầu đó chết nhiều bánh nói tôi đó nó ba dụ tôi đó. Thằng ơi. Ờ bả đi rồi đó, bả làm mẹo đó anh. Ừ. Nó nói giờ mở gà giờ ok không thôi đập đá tố vậy nó chết đó chịu. Nhà đây ngủ đập đầu tự sát luôn. Ừ. Ta coi tới ngày gì đó. Đây nè làm qua cửa này vô đây luôn. Đâu trống mơ vô trống đóng lại thử coi được không? Ờ, nhỏ lớn à anh biết không? Ờ vô rồi. Nó không được, nó bình thường. Trời ơi. Đây mẹ à. Đây à, anh biết không, nhỏ lớn không? Đâu, đóng cửa, để mẹ vô. Mở rồi đi. Để gì người ta vô 282 gầm bóng, đâu có ai giúp dân gì. Ừ. Để gì nè chị, nó mát. Rồi khách trước, ta vô, ta đề nghị, ta kêu đầm kiến. Đúng rồi. Chị. Thấy không? Cái chị nó khó hơn chị ta. Mơ cảm ơn chị đó đi. Dạ dạ. Bên Úc, à, bên Thị Điển đi. Chị gì? Chị Mỹ Tư. Ờ chị Mỹ Tư, dạ cảm ơn chị Mỹ Tư ở bên Thị Điển. Dạ.
với là chị gì nữa anh? Cố nói nghe quá. Chị Mỹ Tư ha. Chị Mỹ Tư ha. Ờ chị Mỹ Tư, dạ. Dạ. Bà cho đó. Bà nói đây là cái cửa này là bà con 1,6 triệu nè. Cho con mi tôi, con nuôi tôi đó. Nó mơ, nó dạ. Ở nhà cửa ngon lành. À, hay bộ đồ khác coi, mặc cái áo sơ mi với nón bo nó lấy cậu lên coi. Ướt dẹp chơi mà cậu ơi. Nè, bây giờ tổng áo này luôn không? Cảm ơn. Nè. Mơ. Dạ. Nè, ngồi xuống đi. Áo ơi, coi đó, thôi đâu đâu. Giống thổ phạm rồi. Đẹp quá chị mơ. Đẹp quá hả? Đùm đùm ta ra. Ô, áo gì kỳ, áo nó quay hoài. Dạ. Ừ. Quay gì sao khán giả coi. Bạn áo nào bây giờ? Anh ta.